Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bêu Thành. Và hôm nay mình cùng ốc sẽ làm người gác cửa. Ở khu chung cư bọn mình đang sống có một dịch bệnh đang diễn ra rất là phức tạp. Đó chính là dịch bệnh song trùng. Cho bạn nào chưa biết thì song trùng là những cái thực thể mà nó có thể đóng giả được những cái người thật. Ôi trời ơi. Hoặc là những cái đồ vật thật. Đấy, rất là ghê gớm. Nó đi vào cộng đồng, nó sẽ lan truyền dịch bệnh như là zombie luôn, ghê lắm. Và trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để biết xem quảng cáo. Còn bây giờ theo chân Bêu Thành ốc đi đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Đúng rồi. Tựa game ngày hôm nay chúng ta chơi có tên là gì hả ốc? That's not my neighbor, có nghĩa là đó không phải là người hàng xóm của tôi. Đó là con song trùng đóng giả và nó sẽ vào ăn thịt tất cả mọi người trong chung cư của tôi lấy bệnh. Quá là ghê. Và nếu mà biết đấy là con song trùng, chúng ta sẽ gọi đến gọi là trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Có số điện thoại là 3312 và mang tên là đi đi đi. Cái tên viết tắt đây các bạn. Rồi bây giờ chúng ta vào chơi luôn nha các bạn. Dưới đây là một cái bộ phim được sản xuất bởi DDD. Chúng ta sẽ có rất là nhiều hướng dẫn để có thể phát hiện song trùng. Xin chào nếu bạn đang xem cái bộ phim này. Vậy thì có nghĩa là bạn là một cái người gác cửa mới của cái tòa nhà này các bạn ạ. Công việc của bạn đó là kiểm soát những người nào muốn ra vào và phát hiện ra con song trùng. Như mọi người đều biết thì song trùng có khả năng đóng giả người khác, đóng giả những cái người mà nó nhìn thấy hoặc là những cái người nó có thật. Nhưng mà một vài con song trùng ấy thì nó làm không tốt cái điều này và nó để lại rất là nhiều cái kiểu manh mối, nó kiểu méo mó. Việc của bạn là phải chú ý vào sự xuất hiện của những người hàng xóm ở trong tòa nhà. Nhớ rằng là phải tìm cái checklist cho mỗi người hàng xóm. Tức là mỗi người hàng xóm đều có một cái thông tin của họ. Và bạn không thể nào mà để mất bất kỳ một cái chi tiết nào bởi vì nó có thể đem đến cái chết cho bạn và những người khác. Đây là cái cấu trúc của cái phòng làm việc của bạn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích khi nào chúng ta vào làm việc. Đấy, cái này là cái cánh cửa bảo vệ, một cái cửa sổ nơi mà những người đó đi qua đó, và chúng ta sẽ nhìn người ta thông qua cái cửa sổ này. Bên phải là những cái file cùng với những cái dữ liệu của những người hàng xóm đó, được sắp xếp theo từng tầng đó. Điền tất cả các checklist thì chúng ta có một cái checklist ở ngay phía trước mặt chúng ta. Chúng ta cần phải điền vào đấy đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ nhận dữ liệu từ cái khe này. Người ta đưa đồ vào ấy các bạn, kiểu đưa chứng minh thư hay đưa gì đấy đấy. Nếu chúng ta đã xác minh rằng là cái cá nhân này không phải là một con song trùng thì chúng ta sẽ đưa họ vào, chúng ta sẽ ấn vào cái nút đóng mở khóa để có thể cho họ vào hay là không. Mặt khác, nếu như chúng ta xác định rằng đó thật sự là một con song trùng thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút mà đang nhấp nháy trên màn hình, cái nút tam giác, nút tròn đấy, và sau đó chúng ta sẽ gọi cho 3312 để cái cơ quan DDD sẽ cho người đến đó, và sẽ mang con song trùng đi. Đúng rồi, đi xử lý luôn luôn. Đúng rồi, xử lý luôn chứ gì nữa. Công việc của mình thực sự rất là quan trọng, bởi vì vậy chúng ta phải luôn luôn đảm bảo chúng ta sẽ làm nó đúng và chính xác nha các bạn. Ok, một ngày làm người gác cửa. Cuối cùng thì chúng tôi rất là chúc mừng bạn một cái người doorman mới. Đây chính là hình ảnh của ta. Sao trông mặt anh ngu đấy? Là Henry các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà trông cực ngu luôn, trông đần này. Trông thì không có vẻ không thông minh lắm, nhưng mà mong là ok, be like Henry là sao? Hãy giống như là Henry nhưng mà tốt hơn. Đây không phải là mình, đây là Henry người gác cửa trước. Henry đã thất bại rồi các bạn. Hãy làm giống như Henry nhưng mà tốt hơn nha. Đây là văn phòng của mình, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là nhân viên DDD các bạn ơi. Chào mừng và chúc mừng cái công việc mới. Bạn đã có công việc mới. Và như bạn nhìn thấy bộ phim giới thiệu thì đây chính là công việc của bạn. Đó là xác định những cái người vào. Đây là những cái người hàng ngày sẽ đi vào trong tòa nhà của chúng ta. Đó cũng có thể là có những cá nhân thì đến nhà không có trong danh sách. Đấy. Điều mà chúng ta cần là phải kiểm tra xem là nó có đúng hay là không. Chúng ta sẽ có ID này, có yêu cầu giấy vào này. Đừng có quên là sẽ kiểm tra cả cái số ID, cái hạn sử dụng của ID, có tháng và năm. Ok, hãy nhớ đây là tháng 2 năm 1955. Và ông ấy mong rằng mình sẽ làm tốt các bạn ạ. Ok. Dịch này nó như dịch Covid đi nhỉ. Ôi trời ơi. Đấy rồi. Người đầu tiên. Good afternoon. Chào bà. Chào buổi chiều. Bà ấy mà bây giờ là đến đưa ID kìa. Đây là thông tin và ID đúng không? Đây là ID này. Đây là mình sẽ chụp lại. Ok, mình sẽ đưa rồi ID. Tháng 4 năm 1974, bà này sẽ hết hạn này các bạn này. Bà này tên là Gloria Smith. Ok. Tiếp một cái giấy tờ nữa. Đây là một cái giấy tờ
chứng minh là bà này được đi vào tòa nhà. Bà này ở căn hộ tầng F201. F201 này. Ồ, ông bà này là một, bà này là chủ tòa nhà. Chủ tòa nhà luôn hả? Cho vào đi. Không, chờ bây giờ đi kiểm tra đã, tầng tầng 2 phòng 01. Đúng rồi. Có chồng nữa này. Ừ. Đây giờ ID của bà này này, mình sẽ check xem là ID của bà này có đúng không nha các bạn. ID của bà này là 11506. Đúng rồi. Dấu hiệu nhận biết là cái gì ấy? Có một... khuôn mặt tròn. Okay, khuôn mặt tròn. Bà có một cái mụn ruồi ở bên phải. Okay. Bạn này có mái tóc ngắn và một cái mũi cũng rất là tròn. Đúng rồi. Đúng rồi nhỉ. Cho vào đi, cho vào. Từ bây giờ thử gọi điện đến xem cho phòng xem mà ông chồng có nghe hay là bà ấy nghe. Nếu mà tự nhiên có bà ấy nghe thì chứng tỏ đây là giả, còn có okay. Chồng nghe, chồng bảo là vợ tôi đang đến thì là đúng, đúng bà này. Thế thì chúng ta sẽ gọi so số 5123 các bạn ạ. Ok, 5123 cứ chắc chắn là mình an toàn hơn. 5123. Chúng ta đang chờ máy các bạn ạ. Xin chào. Bà tên là Gorilla đúng không? Đúng rồi. Ok, các bạn ơi, mình vừa có được thông tin rất là hữu ích, đó là người nghe lại chính là cái bà này ở trên căn hộ, và bà ấy nói là cả bà ấy và chồng bà ấy đang ở trong căn hộ hôm nay. Thế thì giả. Và xong không chung. Có một cái lịch nào cho cái người nào ghé thăm ông bà ấy ngày hôm nay cả. Vậy là đây là bà này là song trùng rồi. Song trùng nha. Bà này là một song trùng rất là perfect, không có hoàn một hảo luôn, mạo danh hoàn hảo. Đúng luôn rồi. Các bạn ạ. Thôi chúng ta sẽ khóa. Bây giờ mình sẽ khóa vào. Không, anh phải khóa vào đã chứ. À, nó vẫn đang khóa, mình không mở, mình không mở. Ấn nút này đúng không? Ấn nút này, ừ. Đóng vào, đấy đúng rồi. Sau đó mình gọi cho 3312. Đúng rồi. 3 3 1 2. Rồi, bắt đi, đấy là con song trùng đấy. Ok, mình vừa liên lạc với đi 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 các bạn ạ. Ok, bây giờ người ta sẽ gửi người đến tòa nhà của mình luôn. Hãy chờ một tí nha, để chúng ta, người ta dọn dẹp con song trùng này các bạn ạ. Giả danh làm sao thoát khỏi sự gọi là chuẩn chỉ của bê của Thành và ốc, đúng không? Bạn bị kinh rồi. Anh cẩn thận lắm, quả đấy ốc vừa cho vào là xong rồi. Ok, người ta đã clean xong rồi đấy các bạn ạ. Dọn dẹp xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục công việc của chúng ta. Đấy, cả như em cho, tưởng là bà chủ nhà cho vào là xong rồi, cả chung cư này thì hy sinh hết. Rồi, người tiếp theo nào. Ui. Ông này có trong danh sách không? Có luôn. Không, ông này là ông đầu trọc. Ông này ông đội mũ con song trùng. Từ từ, thêm xem có đúng tên là Roman không? Nếu là Roman là sai biết luôn này. Roman, nhưng đâu có đội mũ đâu. Đây là dấu hiệu nhận biết này. Một cái mũi lớn này. Có một cái gọi là lông mày ngang mặt. Chỉ một cái lông mày duy nhất thôi. Ông ấy có một khuôn mặt dài. Có một bên mắt của ông ấy là có một. Ông ấy có một bên lông mày thôi. Và ông ấy đội mũ. À, thế thì ông ấy đội mũ à? Thông tin đều rất là chuẩn luôn này. Người không chuẩn là anh đó, Baby Thành. Tự nhiên thấy mình thấy gọi là ấy nhỉ. Ở đây ông này không có cái giấy ra vào này. Có trong danh sách ngày hôm nay đúng không? Ừ, có đấy. Bây giờ check ID. Appearance đúng ấy. ID đúng rồi. 483684. Đúng mà, ID 483924059684 đúng rồi. Đúng mà. Ông này là một kế toán các bạn ạ. Bây giờ gọi lên nhà đi. 1152115 2. Bà vợ nghe máy chắc chắn luôn. Thấy chưa, bà vợ đang nghe máy nha. Chồng tôi không ở nhà. Anh ấy quay lại rồi à? Thế là đúng hết. Thôi cho đi vào đi. Cho đi vào đây. Cho đi vào Bê Quý Thành, không quyết đoán gì cả các bạn. Cửa vào. Thực tí nó lại vào đây. Tránh ra em chơi cho. Bê Quý Thành không biết chơi các bạn ơi. Phải cẩn thận. Cẩn thận đến Bê Quý Thành không dám bấm các bạn ạ. Wait a minute. Are you? Chết rồi. Thế ông nào là ông thật? 1955 lúc ấy là 196 mấy đúng không? Rồi chết rồi, từ từ xem con này nào. Gọi lên nhà ông đi. Gọi luôn lên nhà đi các bạn ơi. 1152. Chết rồi. Ôi. 1 1 5. Và vợ ông ấy mà bế được xong. Vợ đấy sắp chết tòi rồi. Mong là ông này là xong. Ông ấy nghe. Chứng tỏ ông về rồi.
Song trùng mày xong chết. Trùng, rồi. Nó giả danh giống thật đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa nó là nó y làm y chang luôn các bạn ơi. Để xem ID xem nào. Xem ID nó. Nó sai ở đâu nhỉ? ID này. Đúng không, mà. Nó không sai đâu. Nó không sai gì hết. Anh không sai, chúng ta sai. What? Rồi, okay. Bây giờ là báo cáo. Đóng cửa vào. Rồi, gọi cho 3312. Mẹ hết hồn. Tưởng là ok. Hốt quá các bạn ạ. Làm nghề này run rủi quá. Vớ vẩn là cùng chết chung với mọi người ở đây luôn đấy. Đúng rồi. Rồi, người ta đã dọn dẹp xong rồi đấy các bạn ạ. Ok. Tiếp tục công việc. Ok. Người tiếp theo đây. Người tiếp theo, cho người tiếp theo vào. Ui, em gái. Học sinh đấy, em gái gì? Thì vẫn là em gái gì? Xin chào. À, không có giấy tờ gì em có giấy sách này. Có. Em có, em ở căn hộ 204. Tầng 2 tòa Anastasia. Ờ, ok. Anastasia. 1985. Rồi ok. 132-4462, ok. 132-4462. Phòng bao nhiêu nhỉ? Căn hộ tầng 2 204. Phòng 4. Ồ, có. Em là học sinh các bạn ạ. 132-4462, đúng rồi. Đúng rồi. Dấu hiệu nhận biết là cô này thì có một cái ánh mắt rất là mệt mỏi này, một hai cái bím tóc này, có một cái mũi nhỏ này và một khuôn mặt tròn. Giống ấy, hai bím tóc. Số căn cước là 113-1326-442. Anh bấm tầng 3 rồi thầy. 1326-4462, có vẻ đúng rồi đấy. Đúng rồi, mình bây sẽ giờ check list đi. Gọi lên trên nhà xem nào, 1346, từ check list luôn nhé. Ở đây là ID, yes, này. Appearance, yes. Entry request, no. Total day, total list, yes. Rồi hỏi. Cháu đã quên cái phiếu đi vào nhà rồi, nó đây này. À, đưa sớm đi. Cô này quên. Em bé này quên. Quên đưa ra. Rồi, con bé này sống ở đây và em bé trở về từ trường học. Ok. Rồi bây giờ sẽ gọi điện cho người cùng nhà với em bé. Đó là 1346. Ok. Đây giống như mẹ nhỉ. 1346. Rồi. Mình không biết. Nacha speaking. Nacha. Em gái. À, con gái của tôi không ở nhà. Con bé đã quay trở lại rồi à? Thế đúng rồi nhỉ. Cho vào đấy nhỉ ông nhỉ. Cho vào. Cho vào nhá. Con gái đi học về các bạn ạ. Đúng rồi, con gái đi học về. Mình check thì chắc có vẻ đúng không sai được đâu. Người tiếp theo đây. Lại là cô giáo. Đúng không? Chết, bà này có con gái vừa đi học về đấy. Bà này xuất trình là phòng 204. Ở đây, bà này. Con mắt bên phải của bà ấy màu xanh dương. Có bên trái thì màu xanh lá. Tóc hơi xoăn. Có trang sức vào. Khuôn mặt tròn. Xem nào. 1973. Căn cước là 789413. 789413. Có vẻ đúng rồi này. Mọi thông tin đều rất ok này. ID đúng này. Cái này đúng này. Tích được không ạ? Không có trong danh sách. Từ hỏi luôn đi. Sao lại không có trong danh sách? Tại sao bà lại không có trong danh sách? Vì bà này vừa rời đi trong trường khẩn cấp của bà ấy. Nên là bà ấy không có trong danh sách. Từ từ. Ban đầu mình gọi lên nhà cho con bé khi nó vào đúng không? Ừ. Bà này tầng 2 đúng không? Cho em bé này về thì có bà này nghe nha. Ừ. Đúng không? Nhưng bà ấy vừa ra ngoài hay sao? 1346 gọi điện nè. 1346. Nhưng mà ra ngoài không đi cùng lối này à? Không. Nga cha đang nói đây ạ. Tôi và con gái của tôi đang ở trong căn hộ và bây giờ trời ơi, nó là song trùng các bạn ơi. Đó, bấm luôn. Bà 312 ngay. Mình phải tỉnh táo các bạn ơi. Lạnh quá. Rồi, bắt đi. Bắt nó. Nó đóng giả ghê quá. Đúng rồi. Rồi ok. Rất là ghê luôn ấy. Nó còn fake được cả chứng giấy tờ đấy các bạn ơi. Nó chỉ không fake được người thật thôi. Ghê thật đấy các bạn. Ừ. Sơ hở. Tiếp đây. Người tiếp theo đây. Hôm nay nhiều người ấy. Ôi giời ơi. Gì à? Đừng bóp cổ rồi. Vậy là các bạn ơi, BQ Thành đã phải kết thúc cái công việc này tại đây. Bởi vì BQ Thành đã bị một con song trùng tiêu diệt các bạn ạ.
Và đây, và mình đã để một con song trùng vào nhà rồi. Đồ ăn hại. Được xếp hạng là cũng là loại A nhưng mà bây giờ vô nghĩa rồi. Ồ, mình đã sát hại một người rồi. Này, xem chi tiết đi. Đúng không? Xem chi tiết là biết mà. Roman đã fake cái tài liệu của ông ta. Roman là ai giờ mình còn không nhớ. Là hình như là chắc là cái ông luật sư gì ạ. Yeah. Hay là cái ông mũi dài xuất hiện 3-4 lần luôn. Ừ. Các bạn ơi, Bê Quý Thành vừa bị sa thải rồi. Và người ứng cử viên tiếp theo sẽ là các bạn ạ, mình sẽ làm tốt hơn Bê Quý Thành. Đây mình sẽ chụp lại cái Bê Quý Thành được xếp hạng A chứ gì. Rồi mình sẽ xem là mình xếp hạng gì nha các bạn ơi. Xem em như nào, em gáy gì. Không có gì phải gáy. Gáy to luôn. Rồi. Rồi. Nói chung là bây giờ mình làm nhanh và gọn luôn nha các bạn, không cần phải nói nhiều. Thế thì em đừng cho ai vào. Là em thắng. Đấy rồi. Ông này sao lại khâu đầu thế này? Xem danh sách ngày hôm nay có ông này không? Những người nhìn đi, khâu đầu này rất là nguy hiểm. Chẳng ông vừa đi phẫu thuật vừa tai nạn. Tai nạn mổ não trong phẫu thuật này á? Úi dồi, nhìn thấy chưa các bạn? Level bây giờ mình là người nhân sự cấp cao nên mình làm rất là nhiều. Trong danh sách ngày hôm nay có rất là nhiều người đến đây nhưng không có người này nha các bạn ơi. Ok, mình sẽ xem lại nào. Ồ, trong ảnh có không giống luôn kìa. Ông này là ở trong tòa nhà và ông này vừa đi làm về. Ông này thì là một nhà vật lý học các bạn ạ. Ở phòng 301. Phòng 03, ở tầng 3 phòng 1. ID của ông này hết hạn 51971. ID là 2504214. Ok, vào tầng 3 phòng 1 đúng không? Đây. Ông này là có gì? Một cái lông mày nhìn nó ngắn ngắn ngủ này này. Ông này đeo kính này, có tóc ngắn này, mũi tròn và có một cái đầu khá là vuông. Tuy nhiên thì nói không chung là không có bị mổ đầu ở trên này nhá. Không có một cái manh mối nào cho rằng là ông này vừa phẫu thuật não xong. Nên bây giờ mình sẽ ok ID này, appearance no này. Ok, ông này có cái này và không có checklist ngày hôm nay, mình sẽ hỏi ông ấy là tại sao. Cái vết này của tôi. Đúng rồi. Không có gì đâu, hãy lờ nó đi. Sao lờ nó? No. Tôi không có trong danh sách ngày hôm nay ư? Thật là đây là một sai lầm. Tôi chắc chắn là phải ở trong danh sách ngày hôm nay. Chắc chắn bạn là hãy nhìn thêm một lần nữa. Ok. Tôi gọi bắt đầu ngay đi. Tôi nhìn thấy một lần nữa theo danh sách như lời ông nói nhưng mà ông không có trong danh sách đâu và tôi sẽ chồng bấm vào nữa ông ơi. Ok, rồi gọi 3312 ngay đi. 3312. Nó đi, chạy vào nhà bây giờ. 3 1, 2, bắt đầu đi, xong chụp đây, alo. Cảm ơn các bạn ạ, làm việc đấy, áp lực thật đấy, cứ sơ hở ra cái là bị nó bóp mặt luôn. Chỉ có anh áp lực thôi, những người có trình độ cao như em không bao giờ áp lực hết. Độ cao. Rồi, chúng ta tiếp tục công việc. Tưởng gì, một cái đường khâu như thế này mà là quá lộ liễu đúng không? Người nào sống mà lại khâu quả đầu thì không sọ vào à. Tiếp theo. Quý bà. Quý bà béo phì, ok, bà này hình như cũng có trong danh sách đấy. Bà này là bà tầng 2 phòng số 3 nha các bạn ơi. Tầng 2 phòng số 3 nha. 1032590. Ông bà này có tóc xoăn này. Mắt bà này là cong cong này. Mũi thì tròn này. Mà một cái mồm rất là rộng này. Rất hợp lý. Rồi, bà này lại còn ở một mình. Có trong danh sách không? Checklist có luôn. Có luôn, thế thì viết vào. Xong rồi gọi điện lên nhà xem. Nếu không ai nghe máy thì có vẻ hợp lý. Hoa nào? Rồi gọi điện lên nhà đi ốc. Ok. Ba này ở phòng bao nhiêu? Đây. 6431. Chưa đâu. Xem nào. Không có ai ở nhà. Không có ai ở nhà thì có thể cho vào. Tự nhiên dễ thế nhỉ? Tôi mới tự 2-3 phát cho vào luôn, ghê. Ông này có ông này không có trong danh sách này. Hỏi luôn xong. Lo rồi. Nhìn thấy ông mặt không giống mà. Từ. Ông em không phải, mặt giống nhưng ông ấy đội mũ. Đúng mà, ông ấy đội 1960. Hỏi luôn. Từ đã. Check đi. Ông phòng này không có. Và bấm vào cái bên kia, đây là chỉ có ID thôi. 1205347. 1205347 Loyal Big Mouse Round Face. Mặt tròn đội mũ này. Dùng cái kính mà một mắt. Kính độc nhãn đúng rồi. Gọi điện đến nhà xem nào. Sao nó cứ sai nhỉ? Gọi điện đây. Ông ấy không có râu. Ông ấy vừa cạo râu đúng không? Tôi thấy sai rồi. Thấy chưa? Râu đâu? Thấy sai rồi, râu đâu rồi? Mất râu rồi. Đúng rồi. Vừa đi ra ngoài cạo râu.
Bây giờ gọi điện luôn hỏi xem là dâu đâu nhá. 4258 từ từ đã, check list đã rồi này, ID ok. Họ khuôn mặt đi. Họ quyền không ok, em try request ok. Nào. Rồi cáu gì không rồi? Cáu à? Tôi biết tôi đã quên một vài thứ. Quên dâu ở nhà. Mày bắt tao đi à? Được, bắt luôn. Tôi không có trong danh sách ngày hôm nay à? Nó tính như vậy. Tôi nghĩ là sai rồi, tao phải có trong danh sách mày đúng. Không có gì phải đâu. Mình đánh giá rằng là ông này là sai rồi. Bây giờ mình sẽ gọi để xác nhận thôi, chứ chắc chắn là ông này sai rồi các bạn ạ. Là 4258 nha các bạn. Càng đấy các bạn. Càng quá. Ồ, ông này đang nói rồi. Tôi đang ở nhà này. Vợ tôi mới không ở nhà thôi, còn tôi đang ở nhà mà. Đóng cửa. Bắt. Bắt thằng này luôn. 3312 gọi đi. À, không có lại vào nhà. Tức giận này, tức giận với Dorman Trần Thị Ốc. Bắt luôn các bạn, bắt luôn. Bắt luôn cho tiêu diệt. Xong luôn. Tiếp theo chúng ta lại có người tiếp theo sắp đến đấy. Rồi. Chị gái ở quê là lady này không có ID à? Hỏi đi. Ở căn tầng 1 phòng 4 nha. Hỏi ID luôn đi ông ơi. Cô này là người mẫu. Úi giời. Bảo sao model. Hỏi đi. Đúng, có cô này là người mẫu ở căn này thật. Sao hai đứa giống nhau này, chị em sinh đôi à? Một đứa là Illinois, một đứa là Selene. Bây giờ hỏi đi, sao ID của bạn đâu? Trời ơi, giống nhau hệt luôn. Ừ, khó nhỉ, căn này khó nhỉ. Hỏi luôn, question luôn. Không có trong danh sách. Đấy, thấy Selene nha, Selene mới là đúng nha. Còn cái con kia là sai nha. Selene, ok. Hỏi. ID. Hỏi đi, không có, hỏi luôn. Nó đưa rồi. Selene 7856514. Selene đây, 7856514, ok. Appearance cũng đúng. Appearance là gì? Nói tiếng Việt đi các bạn. Appearance là vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài, cái dưới là gì? Cái dưới lại cái yêu cầu vào. Cái cuối cùng là có trong danh sách ngày hôm nay không? Tôi sẽ vẫn phải hỏi gọi điện cho chắc ăn. 6996, ok. Cái số nó cũng ngược lại như kiểu sinh đôi cơ. 6 9 9 6. Hy vọng là có người nghe và mình có thông tin để bắt được cái tên này. Nếu mà giả là xong. Illinois đang nghe. Illinois. Ok, con này là Selene mà. Đây, bà này là Selene. Selene là chị à? Dạ. Chắc chắn không? Anh thấy cứ sai rồi. Chắc chắn. Đây là chị vừa nghe đúng không? Em gái vừa nghe. Anh thấy có điểm à? Điểm gì? Đấy, bên này vừa cho ông này vào. Thằng này lúc này vào trước nó đi vào nhà của ai. Ok, nhìn giao diện này để xem nào. Mũi giao đỏ. Diện này, đây rồi. Steven. Trông như khá bảnh ấy nhỉ. Căn tầng 3, căn số 3. Steven đúng không? Đúng Steven rồi. 5556589 68. Mình thấy là chữ số cuối của ID đã sai. Đây, 965 nha các bạn. Còn đây là gì? Đúng mà. Chữ số đầu, tào lao quá. 5658 5654. Còn ở đây là 56. Đúng à? 5654 5965. Đúng à? Đúng à? 5, 9, 6. Ô, đúng à? Ừ. Ô, đúng à? Cậu sao tưởng sai mà nhỉ? Xem lại nào. Cậu này mũi đỏ như quả cà chua luôn, mũi to luôn các bạn. Rồi để xem ốc có phải. Ông là... anh là phi công các bạn ạ. Phi công. Vừa trở về từ chỗ làm của mình. Ông 303. ID này, dấu hiệu nhận điện đúng chưa này? Có xuất trình được ấy không? Có xuất trình được hết. Xuất trình hết, có trong danh sách luôn hả? Có trong danh sách luôn. 4242, mình sẽ gọi điện lên các bạn ạ. Ok. Để xem nào, gọi điện lên cho bố ông này các bạn ạ. Con trai tôi không ở nhà. Anh ấy trở về rồi à? Có tất cả mọi thứ. Cho về. Nhầm, cho vào. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, bên hàng nói gì về trường hợp này nào? Chúng ta nói gì về trường hợp này? Đóng cửa thả chó. Ôi giời ơi. Để xem thằng này nó chính là từ từ ID. Con này fake lại lấy trộm ID của người thật đúng không?
teacher cái gì? Mày teacher guy, mày teacher cái gì? Mày dạy môn áo con ạ. Dạy môn diễn ảo thuật. Đúng rồi, dạy môn diễn ảo thuật này. Này, này. Chết rồi, bấm nhầm. 3 3 1 2. Cái đầu lại quay quay. Ui, đầu quay quay, chóng mặt không em? Để chị gọi ngay lập tức chữa bệnh chóng mặt. Ba la. Sao lại có những con nó ảo thế nhỉ? Lộ liễu không phải lộ liễu thật. Rồi. Gọi báo luôn, bắt luôn cho nhanh. Giờ không phải check những đứa nào. Check kèm gì? Cái đứa nào mà thấy giả dạng mà nó không thể nào mà chấp nhận được là cho đi luôn. Ui. Rồi, quý bà giàu có này rồi. Bà này như tầng 3. Bà này chùm tóc chùm hết mắt thế này. Bà này là bà Louis ở phòng 1 tầng 1 luôn các bạn ạ. Phòng 1 tầng 1. Bà Louis đây, bà Louis đây, có một môi rất là dày này. Có nốt ruồi này, mặt tròn này, tóc ngắn này, nốt ruồi ở bên trái nha. Ok, nốt ruồi bên trái đúng rồi, nốt ruồi bên phải là không phải rồi các bạn. Nào, gọi check ngày tháng năm sinh, số chứng minh nào. 89456 351 89456 89456 651. Từ check lại 3651. 651. 3651 à? Đó, check lại. 3651 còn ở đây là 3651. Em gọi lên nhà luôn đi ông ơi. Lú rồi. Có cần gì thì hỏi đâu. Bà này thì mọi thứ đều ok rồi. 1152 hả? Ừ, 1152. Bà này mọi thứ đều ok. Bạn này nói là tôi vừa ra ngoài để đi thăm mẹ của tôi nên tôi vừa phải đi về. 1152. Alo. Có đúng là đi vừa đi thăm mẹ về không? Được, đang gọi anh nghiện vừa chê anh xong bây giờ gọi đấy. Roman à. Có phải là vợ của ông đang... À đúng rồi, vợ ông không ở nhà. Ok. Bà đây đang đứng ở đây rồi. Thế nhá, tôi cho bà đây vào đây. Rồi. Rồi. Mở cửa. Đóng cửa luôn. Không chắc... ngáo như bên quý thành. Và người lần trước, người đi trước là song trùng. Chẳng nhẽ bà này lại là song trùng nữa đúng không? Ôi. Hỏi về vẻ ngoài của bà ấy à? Ok, hỏi nè. Rồi, chỉ cần hỏi vẻ ngoài thôi. Hỏi tất luôn. Ô, con sâu ư? Có sâu trên má bà đấy. Ôi, nó tên là Water. Nó là thú cưng của tôi, nó là My Pet. Bà ấy lười dòi trên mặt. Còn phải yêu cầu vào nhà của tôi à? Chúng ta là hàng xóm mà, bạn biết tôi mà. Nên là bạn ấy chúng tôi vào. Tôi là hàng xóm với bà, tôi biết mặt bà làm gì có con dòi tròi ra thế nào. Gọi luôn, bắt luôn đi. Không phải nói nhiều. Bắt luôn, gọi, bế đi. Bế đi luôn. Lộ liễu thật. Lại còn muốn bày đặt quan hệ với mình. Hàng xóm mình không bao giờ quan hệ với một con song trùng các bạn à. Bớ luôn đi luôn. Bát à. Mình làm giỏi hơn bên Thành luôn các bạn. Rất là giỏi luôn. Mấy con của ốc đều có dấu hiệu rõ ràng. Cái gì mà đầu quay. Alo. À mới được quyết định tăng lương à. Ok. Từ cái đầu này. Alo. À lương gấp đôi bên Thành à. Làm việc đi kìa. Tí cô đầu quay vừa nãy đấy. Đúng không? Quý cô đầu quay. Đầu lần này không quay rồi. Đầu lần này không quay rồi. Người mẫu đấy. Đây là Elonis. Là người em các bạn ạ. Vừa nãy là Selene. Elenois. Elene chứ nhỉ? Sao lại Elenois? Giờ xem check đi. Đấy. Elene này. Vào check phòng căn hộ bao nhiêu? Đây. Nó là Elenois. Lại. Đấy đúng rồi. Anh phân vân chị với em ấy. Khi em nhầm rồi. Không. Chấm check lại đi. Rồi. Elenois. Có trong danh sách luôn. Elenois. Nhưng ở đây lại là Selene. Vậy là bà này không có rồi. Con này, bà này không có trong danh sách ra vào. Ngày đúng hôm nay. Hỏi luôn. Bà bảo gì? Bà bảo là đáng lẽ bà phải có trong danh sách mới đúng. Không, có mỗi chị của bà thôi. Gọi lên nhà luôn, không có nhiều. 96, ai nhầm, 6996. Gọi luôn. 6. Alo. Ủa sao Eleanor đang nghe? Thế thì nó là ấy rồi. Thôi xong trùng. Đấy cả hai chị em đang ở nhà kìa. Chúng tôi không có cái việc gì ở ngày hôm nay đi ra ngoài cả. Xong trùng thế luôn đi còn gì. Gọi luôn. 3312. Luôn. Bết bát luôn. Kiếp thật nó giống thật các bạn. Nó giống quá. Thế nên mới gọi là song trùng vì nó giả danh người này người kia giống hệt nhau luôn các bạn. Đúng rồi. Như kiểu song sinh ấy. Thôi nó đã bị bắt rồi các bạn ạ. Đằng nặng thế. Song ký sinh trùng này. Rồi, mình làm tốt quá các bạn ạ, mình bất tử rồi. Ai? Ai là người
người tiếp theo. Nhìn nghe à, cái đoán là thế kinh. Hết ca. Hết ca rồi. Hết ca rồi. Nào. 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 Rank gì, rank gì? Người hàng xóm nó bị giết cả, cũng không cho con song trùng nào vào cả. Đấy à... Đây ơi, trời ơi, thôi nhá các bạn. Đó, không có gì nói. Alo, hả, mới thăng chức à? Ok, là, à, làm sếp của bên Quý Thành à? Ok luôn. Cây thế nhỉ? Do lần đầu chơi còn chưa biết thôi. Với cả là quên đóng cửa một pha. Chính là con đấy nó đi vào. Đấy là gọi là quá điên đó các bạn. Không là anh cũng gọi là xử lý rất là chuẩn chỉ rồi các bạn. Và các bạn ơi, chắc bây giờ tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Và đây là một tựa game khá là hay. Và đúng rồi. Nếu bạn thích video thì đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ bye bye.